Samsung Galaxy Note 2 có chi tu rô sáp và bọc rộng hôn Samsung đã là bay của Samsung đá nơi bằng mạng nam còn lòng tên này. Ấy lớp chăm sông nôm chẩm lý phân hệ bọc bọn từ mơ từ lưu cả design bọc vi môn sân. Rồi ấy nếu chi tu rô sáp series đó chắc bọc rộng hôn Samsung tại mặt đó là vì chênh tăng bị chân nằm bì bọn đọc bì một mà lẹ. Bà, dành cơ đó nha. Đọc cho nàm hai bà. Ní cứ chi rụp riêng bỏ vì bọn bốn ai thua cả mượt bàn. Vì riêng có tol tay mà đốn hệ ekran với khai mục ní miền tùm hôn pram chạch pram yến cho mùi nâng cơ mật bằng hành và hốt đọc từ 1080p ở nó. Hai vì có pra bà chạy kẹo chi ekran Super AMOLED bỏ Samsung phong đại. Ở với đây khiêm surprise bằng phốt nâng cứ thân là lưu ekran bỏ vì nơi tất cả là full lỗ mình tên tay mà đốn. Ta chỉ sau đây ấy đã liên ai thua cả pra ekran hốt bàn lỗ tì. Bởi vì YouTube app vì ở đài là ổ tì. Dì chóng tới cứ ở đài tại một đồng YouTube app. Nhưng ai thưa ca mưa YouTube bán tại một browser hay mưa tới có video riêng tẹ tẹ phong đài. Nhưng nó có bản bán mưa cái hai thà full resolution này video riêng phong đài và sân dịp bóng bốn mưa tạm browser. Dì chóng tới YouTube app cứ vì ở đài tới tụi bây khiêm phía dìm APK cái đó. Tụi bây khiêm phía dìm cái hai thà download càng bị thi chùm nuôi xem xế nhất đó. Đôi chì YouTube và đồ gặp YouTuber nhưng tớ ớt đâm nào cả sau tài một đồng. Vì riêng tẹ hay bác tớ riêng cho stop. Bác cho stop tài một đồng. Phật chí cụ ở sau đây mình tên đặt ekran bọc tù sạp đây. Nếu cứ thay bằng hành bộ bàn sọc sát mình tên tài một đồng. Bọn bốn ai thua ca thốt rút bị camera đi bị bây bỏ dưỡng. Bị camera thôn bỏ dưỡng. Ảch bình chỗ đạo viên được không thấy tớ. Đạo viên tớ chìa nè cái hai thả lập bọc xâm lập mơ tớ. Nè rư có picture frame tàng ở những tờ vì bố tờ lại bởi vì nó cứ trâm tài một pay đô la thì bà bấm bây mơ đi một pay chiếc nó ngay một pay pram đô la nâng anh đại dương tù bàn tù rồi sắp đại dương ai chốt call bán nè ai chốt bình chiên ở lơ nâng bán sắp chấm riêng bán tiết hai ở với đại bế xe nâng cứ tham bông bốn nơi ai bà bạch tiết bản dân bông bốn ai thua can nốt bán bông bốn dương sẽ xây bán nốt bán thô mà đá nở lưu ekran tù rồi sắp Samsung Galaxy Note bỏ dưỡng này. Hãy bệnh này tiết sao có việc đau cho mùi nâng Samsung Galaxy S20P thả phòng đại. Vậy lê, vậy mình tên nó vô này nè cơ chứ. Đau là ô chứ chút bình chìa bác bán thô mà ra nè. Nhưng bất chìa mà nâng Sman. Nhưng khi cần thay vì có chỉ thu mùi để dưỡng ai pra cũng đâu cả ọp sọc bỏ dưỡng phòng đại. Nè, vì bà sao chính ân chạy bơ đã khám biến cái mùi thi ấy xin xin xót tay mà đó nè. Hãy bố ấy lùi khi mùi chạy thà vầy mơ, đọc mơ này hả nó sản phẩm thu ra sạp đã dựng bán ekran thông bài này chạy call bán thử ấy tiết lớn đấy mờ TikTok bán TikTok đào thông mà đào tế ở đấy nó bông bốn bần còn hình tẹn tịnh nè bà TikTok đào thông mà đào tế ở tệ ở đây bà ta dựng ai prap bán TikTok á hay YouTube app nâng ở đào tế khiêm chí dựng bạc với đấy bà đang thọ đào sau tay mà đóng đang thật crush nè chả mơ bông bốn mơ tịnh này bà dựng đang thật crush tay mà đóng bạn ở trên riêng du bên tên tam đó hay chơi tới đồng thời chơi bật từ mình giờ tới vì server problem bị đại thành chứng à hay cam thì mua chấm nuối đại miên ở lơ play store nâng vì bằng hai ở dương ban phần tay còn thay dương đòn lo chơi mà nó đang thả ở lột từ tam đồng về app đang bị crash bị stop anh chứng à nè và anh chứng đời xa tại software bị riêng slow nhưng tới hay bị bật support tiếp nô pro a tru sập đại ní hả lớn nè rút chấm nuối đang android KitKat chỉ mua nâng skin bị lơ tít này cứ chỉ touch switch UI bọc trong hòn Samsung tăng bị mòn màu và về riêng colorful đấy phần tai về ở sợi optimize là ổn thì hay spark software mà này bản chương cứ vị trí software spark trên kia nó lên lục cao pi đặt tất cả và Samsung touch switch mùi này chương chấm nói ai trong tay tay một đống sầm nu su tha ta dương nơi prakard ớt prak mình cao tí tay prak ban bằng bồn trom tay nè bạn dân bật tham mưu TikTok bán được không anh bạn dân mình dân bật tham mưu YouTube tới bông bông chăm chô tam browser tới mưu bán đài ở đây thì hào chạy khô chạy tức bán thô mà đá bật thay ekran với nó được không bạn dân mình dân ekran với cứ lộ mình tiền tài mà đồng nơi ta chi thu sắp đá mình ekran lộ mưu tới cứ đường thật tùm sát mình tiền bạn dân bật chi chụp nội đài khi em thật sao tới lưu ekran Super AMOLED rồi bỏ cầm hôn Samsung xâm rắp Facebook app với bông bông ai thua cả download cho mua đường Facebook like bán tiền Messenger lại dẫn tới vì đồng nào cả bán là lưu tù sạp đài mùi này Google Map, Radio, mình mùi complete xâm rạp ông bố là tam sốc tam phùm dẫn trong chạy mơ cái hai thà ti tăng ná tam nhận Google Map vì đồng nào cả bán ở đây thì hay mình Radio tiết bọn bố còn là thơ cạn đọt cả chôn máu
វិញមានរត់កាសពីលើនេះអញ្ចឹងយើងអាចស្ដាប់ប្រាប់យកបានហើយណាហើយសំឡេងវានឹងក៏គាត់បើផងដែរទៅលើ speaker របស់វាវាមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែមកទទួលយកបានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់យើងឲ្យគ្រាន់តែលើសំឡេងអញ្ចឹងទៅដូចជាអត់ចោលជាបញ្ហាអីទេហើយសម្រាប់កាមេរ៉ារបស់វាបងប្អូនអាចធ្វើការប្រើប្រាស់វាជាឧបករណ៍ថតរូបបានគូសំផងដែរបើអញ្ចឹងគុណភាពរូបភាពហ្នឹងក៏វាគូសំវីដេអូហ្នឹងក៏វាគូសំផងដែរនេះគឺជាឧទាហរណ៍ប
ះខ្លាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ទូរស័ព្ទ20ដុល្លារ30ដុល្លារនេះបាទអញ្ចឹងវាជាទូរស័ព្ទដ៏ស័ក្តិសមមួយសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ហើយយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយដល់100ដុល្លារទេមិនអញ្ចឹងខ្ញុំជឿដល់បងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅតាមស្រុកតាមភូមិ100ដុល្លារនឹងបាក់របស់សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគាត់រកបាន100ដុល្លារគាត់ត្រូវការចាយទៅគ្រួសារផងស្អីផងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់សល់ដល់10 20ម៉ឺនហ្នឹងឯងអញ្ចឹង10ម៉ឺនហ្នឹងយើងអាចមើលអាទូរស័ព្ទណាដែលយើងអាចប្រើបានមើលអញ្ចឹងបើបងប្អូនអត់ចេះទិញទេមានតែទិញ Nokia ហ្នឹងឯង N7 ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងធ្វើអីចេញ Nokia N7 បានត្រឹម call អញ្ចឹងអានេះបាទលុយវាមិនច្រើនទេតែវាក៏វាមិនថោកណាស់ដែរណាតែ10ម៉ឺននេះ10ម៉ឺនជាងនេះយើងអាចប្រើបានដូចខ្ញុំបានយ៉ាងអញ្ចឹងមកសម្រាប់ការណូតរបស់យើងនេះបងប្អូនសរសេរណូតមកកプレនេះអត់លេងសើចទេណាសរសេរបានមកកプレតែម្ដងនេះបាទសរសេរណូតថតរូបស្ដាប់ចម្រៀងរ៉ាឌីយ៉ូWiFi ផ្ញើសារទៅវិញទៅមកតាមរយៈអីហ្នឹងទៅណាមានអីទៀតហ្នឹងហើយមើល YouTube វីដេអូមើល TikTok អីហ្នឹងទៅវាជាទូរស័ព្ទនៅក្នុងកញ្ចប់ថវិកាដែលយើងអាចទទួលយកបានហើយយើងចាយបានតែប៉ុណ្្នឹងកូនក្មេងប៉ុណ្ណេះក៏ដោយក៏គាត់ចេះរលុយដែរឥឡូវត្រឹម10ម៉ឺនហ្នឹងខ្ញុំគាត់តែគាត់ចាយបានប៉ុន្តែគាត់ថាបើសិនជាចង់យកទូរស័ព្ទទិញទូរស័ព្ទយកទៅប្រើហ្មងអាហ្នឹងយល់ទេយល់ពីតែប្រើទូរស័ព្ទហ្មងហ៎អញ្ចឹងវាមិនមែនជាទូរស័ព្ទសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ទេហើយនេះមិនមែនជាវីដេអូជំរុញឲ្យបងប្អូនធ្វើការទិញវាទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់លើកយកទូរស័ព្ទស៊េរីចាស់ចាស់មកធ្វើការបង្ហាញមើលឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះព្រោះអីនេះគឺសុទ្ធតែជាទូរស័ព្ទនៅចំនួនបងនៅចំនួនពូនៅចំនួនខ្ញុំប៉ុន្តែយើងអត់មានលុយទិញទេតែព្រោះអីថ្លៃ6-700អានេះហ្នឹងធម្មតាណាអញ្ចឹងកាលនោះខ្ញុំប្រើតែទូរស័ព្ទកិច្ចផ្សេងផ្សេងណាទូរស័ព្ទអន់ៗហ្នឹងដូចជាពពកទូរស័ព្ទ keyboard នៅលើអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងឥឡូវយើងលើកយកវិញទៅហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារតែឃើញតម្លៃវាធូរថ្លៃ you know you got the point right this is the Samsung Galaxy Note 2 can you can អង់គ្លេសហៅតើយើងអាចប្រើបានអត់ចម្លើយ yes ណា yes ប្រើបាន but you know you got the point ណាប្រហែលជាបងប្អូនរឿងតឹងទ្រូងតិចហើយបើសិនជាបងប្អូនដែលចង់បានទូរស័ព្ទល្អល្អអញ្ចឹងទៅណាដែលចង់យកវាទៅបាញ់ហ្គេមអីធ្វើបានបងប្អូនណាតែបើថាត្រឹមតែហ្គេមស្រាលស្រាល basic game Temporal 2អីអញ្ចឹងបានមានអីទេអត់អីណាបាទអញ្ចឹង Candy Crush ហ្នឹងក៏វាអាចដំណើរការបានធម្មតាដែរតែបើថាលេងហ្គេមលេងឲ្យសុទ្ធតែ PUBG ទិញមក100ដុល្លារក៏មិនចង់លេងបានផងចុះទម្រាំនេះ20ដុល្លារបាទធ្វើអីចេញអរគុណណានេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយបាយបាយបាយបាយអើយអូខេឥឡូវយើងបាន2គ្រឿងនេះណាបោះសិនថ្មីបងប្អូនណា